Rồi, trạng Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em. Mình nay ngày 2 tháng 3 em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có hải châu, thị lợ nồi, chồi mồi, dúi và trạch dây. Rồi, mà số 1 là một cây trạch dây nha. Cây này bờ đớ của nó một cục rất là to nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành là 51, vành gốc là 51, chiều cao 38, tàn ngang từ bên đây qua bên đây là 35. Cây lúa thép rừng này nha mấy anh em. Cái này là cây lúa thép rừng. Lúa này anh em giờ làm lúa chơi rất là đẹp nha. Rồi, cây trách mà số 1 giao lưu anh em là 500 bao ship nhé. Anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mẹ số 2 là một cây dúi. Cái củ dúi nha mấy anh em. Cái củ gút đọt rất là đẹp nè. Đã sống khỏe quá, đã đi một lượt dây định hình rồi nha. Bờ đớ trải nha. Cây bờ đớ trải nè. Củ tròn gút đọt rất là đẹp nha mấy anh em. Rồi em đo cái vành là 27, chiều cao là 38. Vành 27, chiều cao 38. Tàn ngang này tầm 40 nha. Tầm 35 nha mấy anh em, tàn ngang này tầm 35. Rồi, củ dúi mẹ số 2. Giao lưu anh em là 450 bao ship nha. 450k bao ship. Rồi, qua mẹ số 3 là một cây chồi mồi xỉ la dai nha mấy anh em. Dòng chồi mồi là quẻ rất là sai nha, dòng này quẻ rất là sai, cây cốt lung lục này. Dòng này nông rất nhanh là chào quẻ nha. Cây cốt lung lục, cốt rất to nha mấy anh em. Bờ đớ trải, cốt to bờ đớ trải. Cây này cái giật cấp lên rất là đẹp nha mấy anh em. Cây cốt lung lục, cây cành rồi là đầy đủ hết nhé. Rồi em đặt cái quanh eo trên đây nha, bờ của nó rất là to. Đặt cái eo ở trên đây là 59 nhé, quanh eo là 59, chiều cao là quanh eo 59, chiều cao từ mặt chậu lên cho ta cột rừng là 42 nha, lên ta cột rừng là 42, còn từ mặt chậu lên ta đỉnh là 85 nha. Cây rất là to nha mấy anh em. Cây này cốt to, bờ đớ là trải, cây không có bữa bọng nha mấy anh em. Bờ đớ nè, cây không bữa bọng gì hết nha. Rồi, chồi mồi mã số 3 là giao lưu anh em là 800 bao ship nha. 800k em bao ship cây chồi mồi mã số 3 nha. Rồi qua mã số 4 là một cây hạ châu sau cầu nha mấy anh em. Dòng lá rất là đẹp nè. Cây này một cốt hai thân bay nha, một cốt hai thân bay, cây đã sống khỏe và đã vắn một lượt dây định hình rồi nha mấy anh em. Rồi cây này em đo cái vành là gần 8 cm nha, chiều cao 40, tàng bay là 4, tàng bay là 45 nha, cao 40, tàng bay 45. Rồi cây hạ châu mã số 4 giao lưu anh em là 200 bao ship nhé. 200k em bao ship cây hạ châu mã số 4 nhé. Rồi qua mã số 5. Mã số 5 là một cây thị lợ nồi, cây rất là to nha. Cây đây một cốt hai thân lét nha mấy anh em. Đây, thân có cái co lét rất là quái nha. Cốt rất là to nè, cốt lung lực, cốt hai thân bị lét. Rồi em đo cái vành là 41 nha, vành gốc 41, chiều cao là 55, tàn ngang cũng là 55 nha. Vành gốc 41, chiều cao 55, tàn ngang 55. Vành thân thì được 13 cm nha mấy anh em, vành thân được 13 cm. Cái rất là to, dòng này, cái này nó để trao quẻ rồi nha mấy anh em. Dòng này rất nhanh là chào quẻ, một xeo nó sẽ chào quẻ lại nữa nha. Cây thành phẩm nha. Cây thành phẩm, cây cành rất là mịn nha. Rồi cây thị lợ nồi mã số
mà son em là giao lưu anh em là 1,3 triệu bao ship nhé, 1,3 triệu bao ship cây thủy lợi nồi mẹ son em nha. Còn qua mẹ số 6 là một cây Hà Châu sông Cầu, cái này là dòng lá mo nha anh em, dòng lá mo quả cực kỳ sai và to nha. Đây một cốt dòng bay, một cốt bay nha anh em. Rồi, em đo cái quanh nè, quanh là 10 cm nha, quanh thân 10 cm, quanh thân 10 cm, chiều cao 20, tàng bay từ sau đây là bay tăng trước cũng là 20 nha. Rồi cây Hải Châu mẹ số 6 giao lưu anh em là 300 bao ship nhé, 300 kè bao ship, cây thành phẩm nhé, cây cành nè, yeah, cây đã cháu quẻ hết rồi nhận mấy anh em. Anh em vừa thay vô trong một cái chậu đẹp là đó, ok nha, 300 bao ship. Rồi qua cây Hà Châu mẹ số 7, cây này cốt lung lọc nè, bờ đớ trải điều 24 giờ luôn nha. Cây cũng thành phẩm nhé, cây cành rất là già, miệng cây đã cháu quẻ hết rồi nhận mấy anh em. Rồi em đo cái quanh là 14 cm, chiều cao 20, tàng ngang từ bên đây qua bên đây là 30. Rồi cây Hà Châu mẹ số 7 giao lưu anh em là 400 bao ship nha, cây đã thành phẩm nhé, 400 bao ship nha mấy anh em. Anh em giờ thay chậu chơi nha. Rồi qua cây Hà Châu mẹ số 8, cây nào cũng thanh phẩm hết rồi nha mấy anh em, cây cành rất là già, nhuyễn, rất mịn nha, bờ đớ trải. Rồi em đo quanh gốc là 8 cm, chiều cao 15, tàng ngang là 28, tàng ngang từ đây bên đây là 28. Rồi cây Hà Châu mẹ số 8 giao lưu anh em là 350 nha, 350 bao ship, cây tây cành rất là già, nhuyễn mịn hết nha. Rồi qua mẹ số 9, cây Hà Châu mẹ số 9, cây nào cũng dạy nhận mấy anh em, bờ đớ trải, tây cành là rất là già, mịn hết nha, tây cành đầy đủ, già, ấm mịn hết. Chỉ anh em giờ thay chậu là ok thôi, thay vô trong một cái chậu men đẹp là rất là ok. Rồi em đo cái quanh là gốc là 8 cm, chiều cao 3, quanh gốc 8 cm, chiều cao là 17 nha. Quanh gốc 8 cm, chiều cao 17, tàng ngang là 30 nha, từ bên đây qua bên đây là 30 nè. Rồi cây Hà Châu mẹ số 9 là giao lưu anh em là 370 bao ship nha, 370 kè em bao ship. Rồi video của em đến đây là kết thúc, anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Rồi, chào anh em.